Đố các bạn biết đâu là chiếc bơm 3 thực sự của chúng ta. Ok, thì đùa các bạn thấy thôi, thì đây chính là chiếc bơm 3 thực sự của chúng ta. Còn đây chính là chiếc Galaxy S10 Plus. Và thực chất mình đang sử dụng đây đó chính là tính năng ẩn camera trước. Thì các bạn sẽ làm các bước như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ vào phần cài đặt nè. Còn sau đó chúng ta sẽ vào phần màn hình. Và phía dưới này chúng ta sẽ có cái gọi là ứng dụng toàn màn hình. Chúng ta sẽ bấm vô và sau đó chúng ta sẽ có một cái mục gọi là ẩn máy ảnh trước. Và chúng ta hãy bật cái tính năng này lên, gọi là chúng ta đã hoàn toàn ẩn đi được cái camera trước. Và sẽ để lại một dải đen cực kỳ bự ở phía cầm trên như thế này. Cái này tùy thuộc vào một số người, thì có nhiều bạn cho rằng là cái camera trước của Samsung Galaxy S10 nó sẽ được tròn trịa hơn cũng như là được thanh thoát hơn. Còn bên camera trước của Samsung Galaxy S10 Plus nó được làm hơi thô, nhưng có thể là nhiều bạn không thích, thế nên chúng ta có thể lựa chọn cái giải pháp này để ẩn đi toàn bộ. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta ẩn đi thì chúng ta sẽ thấy được là mọi thiết kế mặt trước thì không khác biệt gì hoàn toàn so với chiếc Bevel 3. Chúng ta sẽ có một cái cầm trên, cầm hai bên nè, cũng như cầm dưới cực kỳ mỏng và cái phần cầm trên cực kỳ dày, dày y chang như chiếc Bevel 3. Và thậm chí là ngay cả cái phần màn hình nè, bốn góc cũng đều được làm bo cong y chang như trên chiếc Bevel 3 như đây. Vâng, như bạn đã thấy thì khi mà chúng ta mở cái tính năng ẩn camera trước này lên, thì khi mà chúng ta vào một cái tựa game bất kỳ như là PUBG Mobile, thì như bạn đã thấy thì cái phần giao diện chính, màn hình chính của tựa game PUBG Mobile này thì đã bị thụt sâu vào bên trong màn hình, chứ không có tràn sát ra bên phần viền màn hình như trên chiếc PUBG 3. Như bạn đã thấy đây, đó, như trên chiếc PUBG 3 thì cái giao diện chính của cái tựa game PUBG Mobile đã tràn ra hết các cạnh màn hình. Phải nói là cái màn hình của PUBG 3 được tối ưu hóa rất là tốt. Còn bên phía Samsung Galaxy S10 thì chúng ta đã bị thụt vào bên trong như thế này. Đó, chúng ta sẽ tùy bạn nha, tùy bạn cảm thấy thì đây là một điều khá là khó chịu cho chúng ta. Cũng như là cái tựa game này vẫn chưa thực sự tối ưu hóa tốt về cái Samsung Galaxy S10 khi chúng ta ẩn cái camera trước đi. Còn không thì chúng ta sẽ còn một tùy chọn nữa, đó chính là chúng ta sẽ phần cài đặt nè. Chúng ta sẽ chọn phần màn hình và chúng ta sẽ chọn ứng dụng toàn màn hình và chúng ta hãy bật tắt cái này lên. Khi chúng ta tắt cái này thì chúng ta đã có được cái phần viền trên và đi theo đó là chúng ta sẽ có bị đục lộ bởi camera. Tuy nhiên thì nếu như chúng ta để như vậy thì chúng ta sẽ bị gọi là y chang cái giao diện như hồi nãy, là chúng ta sẽ bị cắt mất phần trên và để lại một cái hố đen vũ trụ. Và chúng ta cần phải làm một cái thao tác nữa, đó là chúng ta hãy tìm đến cái ứng dụng gọi là PUBG Mobile. Thì ở trong cái ứng dụng này chúng ta sẽ chọn một gọi là toàn màn hình. Thì khi mà chúng ta chọn cái mục này rồi và chúng ta hãy bật lại tựa game PUBG Mobile. Và một cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý đó chính là khi mà chúng ta chỉnh lại tối ưu hóa màn hình thì đồng nghĩa với việc là cái ứng dụng đó phải bị load lại từ đầu. Chẳng hạn như đây PUBG Mobile đã phải bị load lại từ đầu rồi. Và khi mà chúng ta bật cái tối ưu hóa hiển thị toàn màn hình đó lên thì chúng ta sẽ có giao diện chính như sau. Vâng, như bạn đã thấy thì đây sẽ là một cái giao diện chính chúng ta và mọi cạnh đã được tràn ra hết full màn hình luôn và được tối ưu hóa rất tốt. Và đặc biệt hơn hết đó chính là cái phần đục lỗ camera như thế này đã không hề che khuyết bất cứ cái phím bấm nào. Chẳng hạn như phím bắt đầu nè, nó đã bị đẩy ra bên ngoài cho gọi là không bị cái camera đục lỗ này che mất, cũng như là mọi thanh như là thanh invite nè, cũng như là thanh bạn bè đều được đẩy ra ngoài để cho ngang bằng so với cái nút đó bắt đầu như thế này. Phải nói là thực sự là khi mà chúng ta bật cái chế độ tối ưu hóa hiển thị toàn màn hình lên thì nó sẽ tối ưu hóa được rất tốt về cái màn hình khi mà chúng ta chơi game trên cái chiếc Galaxy S10 Plus này. Và cuối cùng thì mình sẽ nêu một chút quan điểm của mình, cảm nhận về cái nốt ruồi giữa Galaxy S10 Plus cũng như là Galaxy S10. Thì mình cảm thấy là năm nay cái thiết kế của Galaxy S10 nó có một thiết kế là camera đơn, là thế nên nó sẽ khoét hình tròn, nhìn nó có vẻ tự nhiên hơn nè, thanh thoát hơn cũng như là đẹp mắt hơn. Còn bên chiếc Galaxy S10 Plus thì mình cảm thấy được là cái camera kép như này nó sẽ có một đôi chút hơi thô, cũng như nó được làm dài nhìn không sang trọng cho lắm.
Thế nên là mình vẫn thích là camera selfie của Galaxy S10 hơn. Còn bạn nào quan tâm, hứng thú với hai sản phẩm này thì có thể truy cập website Bạch Long Mobile. Thì hiện tại mức giá của Bạch Phương 3 Bạch Long đang có mức giá rất là tốt, cũng như là hiện tại Galaxy S10, S10 Plus và S10e đã được cho đặt trước ở Bạch Long Mobile. Các bạn nhớ bấm vào link tham khảo để biết thêm nhiều thông tin chi tiết hơn nha. Và video đến đây kết thúc rồi, thì các bạn thấy thích video này thì đừng quên bấm like để lại subscribe kênh YouTube này nha. Và các bạn có lựa chọn là ẩn đi cái camera trước này không thì hãy để lại phần suy nghĩ của bạn để bên dưới phần comment để chúng ta cùng nhau tương tác nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại bạn các video lần sau. Bye. Đợi nó mở lên nha editor. Anh thức, anh phúc chứ.